Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 gửi đến các bạn dự án Balam Arab USD. Khi tham gia chương trình kẹo Wood này, các bạn nhận được 60 USD, mỗi lượt ghép là 3.000 Balam. Con này hiện giờ chưa list sàn các bạn, dự án nó sẽ list sàn. Giờ để cho nhận phi thì mình làm các bạn. Một ghép là 500 Balam nè. Rồi đầu tiên các bạn follow cái bài viết thay word này và like vào comment 3 người bạn của mình các bạn, join hai kênh Telegram, gọi username này mình làm các bạn. Đầu tiên ghi full name nè. Quỳnh Văn Ảnh. Quỳnh Văn Ảnh đi rồi. Các bạn nhớ làm nhiệm vụ các bạn. Trên hai kênh Telegram group của nó nè. Rồi. Các bạn ghi cái kêu xin em Telegram của mình vô các bạn. Rồi đây mình ghi sao? Like liên nghị quyết à, mình lấy rồi các bạn mở Telegram theo quên mình lên nha các bạn. Các bạn vào hồ sơ nè, là cái bài các bạn bấm test nè, các bạn chia sẻ cái bài hồi nãy các bạn nghị quyết 3 comment bình luận các bạn các bạn. Cái bài này nè các bạn. Bài này nè. Bài mình tăng 3 người bạn nè. Đây được. Bài này nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ nha các bạn, các bạn sao chép đến thầy quên nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nè các bạn. Để mình xóa qua. Này làm nhiệm vụ bình thường các bạn, khỏi khỏi giờ mình làm video các bạn làm cũng được. Rồi các bạn. Rồi cái này là username Telegram. Anh 0329931577 0329931577 Tiger Head Den. Phan các bạn, bạn chào một chút các bạn. Cái này là cái username thay quên các bạn. Các bạn vào trang cá nhân mình mà trang cá nhân mình mà lấy cái username thay quên. Thay quên là Win. Nhảy khơ không quân phê NNH9 quân phê NNH9. Rồi các bạn bắt địa chỉ ERC20 bên dưới chút wallet của mình nè. Này nền tảng cũng Ethereum thôi các bạn ơi, Ethereum.io thôi, nền tảng của Ethereum thôi. Vô Ethereum.io nè. Các bạn sao chép nghe không? Nhà mình thông báo luôn nha các bạn. Tóc cần GTX này mình đã về nè các bạn. Mới về hôm. Rồi. Các bạn bắt nhau nghe không? Rồi, cái mã giới thiệu này mình có để dưới phần link mô tả nha các bạn. Các bạn ghi anh 0299931577 nha các bạn. Các bạn bấm gỡ các bạn. Chết thông tin kìa. Để mình các bạn coi là có đúng không các bạn. Rồi bạn bấm nút gỡ.
Rồi câu trả lời các bạn, vậy video mình kết thúc nha các bạn. Trình này lớp này làm cách dễ.